hắc động hư không. Tóm lại, không bị quánh uổng. Lần này coi như hoàn toàn tiến giai không minh cảnh rồi. Ơ, đầu chết ta rồi. Quả nhiên, thiên đạo tiên luân không thể dễ dàng sử dụng. Mẹ bà nói chứ, khó chịu quá. Không bắt được thánh thể quan cổ, bắt một đạo linh chi thể trở về cũng không tồi. Hạng năm thanh dân bản, ta tưởng mạnh cỡ nào, chẳng qua cũng chỉ có vậy. Các ngươi rốt cuộc là ai vậy? Cái này được không biết không? Đúng vậy, ngoan ngoãn hầu hạ đại gia thì tốt là được. Hỏi nhiều vậy làm gì? Cẩu tặc vô si, xem ta. Mẹ kiếp, như này mà cũng dám hụt được sao? Quả nhiên cơ thể vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Ơ, đánh nhau đúng không? Xin lỗi mà. Xin lỗi, làm phiền rồi, làm phiền rồi. Các người tiếp tục đi, tiếp tục đi, ta trả chỗ cho các ngươi. Đứng lại. Hả? Ngươi là Trần Vũ? Ngươi biết ta sao? Ở dưới thần phạt cổ xưa. Vậy mà không chết. Đâu chỉ là biết đâu. Ôi đủ mẹ đó. Ngươi cút mẹ đi. Mẹ kiếp, chán sống rồi phải không? Lão tử đâu có chiêu chọc các ngươi. Sát thần Tần Vũ quả nhiên không tầm thường. Quyết mạch của thánh thể quan cổ quý giá cỡ nào? Nếu bắt về, chủ thượng nhất định thích nghiêng. Cuồng Long Thiên Nộ. Muốn bắt ta ư? Ngươi không đủ tư cách đâu ngang. Đây là chuẩn thiên cảnh. Vậy mà chỉ một chiêu thì giết chết. Đồ chó, tìm chết nè. Ăn một kiếm của ta đi. Trời đúng lúc lắm. Kiếm của ngươi hụ người khác còn được. Đánh nhau thì không được đâu nghe. Ngươi cút mẹ đi. Ây da. Chỉ bằng các ngươi cũng bắt ta sao? Đừng hòng cuồng giống. Hay chứ. Ây da. Pháp khí sao? Đại Thiên Long Ấn. Quyết tế. Tỷ trách liền yêu thôn vệ. Giết đồng môn của ta, cho ngươi hóa thành một vũng máu. Liền yêu thôn vệ. Mẹ kiếp, dỗ muốn cho các ngươi chết có thể diện một chút. Đại Lách Thần Đỉnh, ngươi tự tìm chết đó.
Quy áp mạnh quá. Cho ngươi chọc ta nè. Cho các ngươi chịu chọc ta nè. Bác quan trọng. Ma quỷ. Ma quỷ. Còn muốn chạy hả? Đánh lại thì bắt ta về nhận công. Đánh không lại thì chạy. Ngươi cho rằng kẻ ác dễ làm lắm hả? Bà chuẩn thiên cảnh thì chỉ có tí đồ như vậy, còn không nhiều đồ bằng một cô nương như cô. Úi, cô cũng đừng trừng mắt cho ta. Ta đã cứu cô, lấy chút đồ của cô coi như là thù lao là rất hợp lý rồi. Thù lao, tụi mình lấy đi. Hợp lý, rất hợp lý. Úi, nhưng này là đúng rồi. Bọn họ tại sao đuổi giết cô vậy? Còn một lúc có bao chuẩn thiên cảnh nữa. Chắc là muốn huyết mạch đạo linh của ta. Cô là đạo linh chi thể sao? Ừ. Cô là người của thượng quan gia sao? Đúng vậy, ta tên là Thượng quan Hàn Nguyệt. Thượng quan Ngọc Nhi là gì của cô vậy? Ngươi quen mụi mụi của ta sao? Ôi đủ mẹ nó. Cái đó mỹ nữ, trả túi chư vật cho cô nè. Diệp thần. Hả? Thượng quan Hàn Nguyệt. Đây không phải phong cách của thần Biệp Tần Vũ ngươi. Cầm tiền chuột cũng không người, cướp đồ còn có thể trả lại sao? Thượng quan Hàn Nguyệt. Ta nói là giỡn thôi. Diệp thần. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.